Tiểu sử Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đưa Việt Nam giành chức vô địch. Hành động bất ngờ của Hàn Quốc sau khi đuổi ông đi. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo đó, thì huấn luyện viên Park Hang-seo người Hàn Quốc đã đặt bút ký vào những điều khoản cuối cùng để trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam trong vòng 2 năm. Sau đây là thông tin về huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo tên đầy đủ là Park Hang-seo, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1959. Vị trí khi chơi bóng là tiền vệ. Các câu lạc bộ khoác áo là Korean First Bank, Ari FC, Lucky Gustav Wangsu. Khoác áo đội tuyển U23 Hàn Quốc năm 1978 và đội tuyển Hàn Quốc từ năm 1979 đến năm 1982. Các đội bóng ông từng dẫn dắt đó là đội U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng năm 2002, đội tuyển Hàn Quốc năm 2002 trong vai trò trợ lý. Gyeongnam FC từ năm 2005 đến năm 2007, Chunnam Dragon từ năm 2007 đến năm 2010, Sanju Sangbo Phomix từ năm 2012 đến năm 2015 và cuối cùng là Changwon FC từ năm 2017 cho đến hiện nay. Thành tích nổi bật, ông đã tham gia ban huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc và lọt vào bán kết World Cup 2002, huy chương đồng Asian Games 2002 với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, vô địch K-League Shaolin năm 2013 và năm 2015 cùng với Sangju. Ông Park Hang-seo năm nay đã 59 tuổi, từng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từ những năm 70-80 của thế kỷ 20. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng dẫn dắt đội tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương đồng ASEAN năm 2002. Tuy nhiên, đối với bóng đá Hàn Quốc thời điểm đó, chỉ giành hạng 3 tại Á vận hội là thất bại lớn. Đây chính là lý do mà ngay sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ký tiếp hợp đồng, rồi lần lượt dẫn dắt các câu lạc bộ Chungnam Dragon, Jeju Sangbo Phoenix và Changwon FC ở giai đoạn mà các câu lạc bộ này không phải là những tên tuổi lớn tại xứ Hàn. Báo chí Hàn Quốc đã khai quật tiểu sử của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau thành tích của đội bóng cờ đỏ sao vàng và cảnh tượng ra đường ăn mừng nhộn nhịp của người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giới truyền thông xứ Kim Chi đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu và khai quật con đường cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên là duyên nợ tại ASEAN. Thông tin về việc ông Park Hang-seo từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Gu Ha-dik tại đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2002 trên sân nhà đã thường xuyên được báo chí đề cập. Nhưng không phải ai cũng biết rằng ông từng trở thành huấn luyện viên trưởng của U23 Hàn Quốc. Cũng trong năm đội tuyển quốc gia xứ Kim Chi có thành tích vang dội khi mà lọt đến top 4 giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, ASEAN được tổ chức tại Busan. Là trợ lý số 1 cho Ha-dik, ông Park được kỳ vọng sẽ giúp cho U23 Hàn Quốc giành được tấm vé huy chương vàng nội dung bóng đá nam trên sân nhà. Tuy nhiên thì theo tờ Huffington Post của Hàn Quốc, thầy Park đã nhận phải một kết quả cay đắng. Hàn Quốc toàn thắng 3 trận vòng bảng, đánh bại Bahrain trong trận tứ kết nhưng lại bị Iran cầm hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức tại bán kết. Cuối cùng, người Hàn Quốc đã để thua 3/5 trên chấm lưu luân nghiệt ngã. Dù thắng 3-0 trước Thái Lan để giành huy chương đồng, nhưng đó vẫn là một kết quả thất bại đối với đất nước đang tràn đầy khí thế sau khi dư âm của World Cup 2002. Dư luận trong nước đã nguội lạnh dù giành được tấm huy chương này. Trích lời từ bài viết của tác giả Sơn Quân Dê. Có thể nói, thầy Park là một người có duyên nợ với ASEAN. Sau khi có quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt U23 Hàn Quốc, ông Park đã sang Việt Nam viết nên một vòng đấu bán kết nữa tại Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á. Tờ Huffington Post đã nhận định, ông Park có lẽ đang quan tâm đến việc liệu có thể vượt qua được huy chương đồng ASEAN trong quá khứ hay không và chơi một trận đấu quan trọng nữa hoặc là đã bằng lòng với thành tích top 4 này. Nhưng trên thực tế, một người con của xứ sở Kim Chi phải đối đầu với đội tuyển Olympic Hàn Quốc sẽ khiến cho trận bán kết vốn đã căng thẳng còn trở nên cam go hơn. Một phóng viên khác ở Hàn Quốc có tên là Park Seung-ho lại có một cái nhìn hóm hình hơn về cuộc đối đầu ly kỳ sắp tới. Seung-ho gọi trận bán kết này là trận derby của riêng huấn luyện viên Park Hang-seo. Một bên là tình yêu với dân tộc, bên còn lại là trách nhiệm, là công việc và lý trí. Phóng viên của người Hàn Quốc mở đầu bài viết, nếu chỉ đơn thuần là hai cái tên Hàn Quốc và Việt Nam lọt vào danh sách top 4 đội mạnh nhất, Hàn Quốc có thể nhìn nhận đây là một đối thủ tương đối thân thiện và nhẹ nhàng.
nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. Đó là bởi huấn luyện viên của đội tuyển Olympic Việt Nam từng có thời gian làm việc trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và lọt tới vòng bán kết World Cup 2002. Ông Park, người đi đầu trong trang sử thần thoại của nước nhà cách đây 16 năm, đã vừa viết tiếp những cột mốc lịch sử mới trong năm 2018. Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ ASEAN là thành tích tốt nhất mà quốc gia đứng thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA đã có thể giành được. Seo Ngô phân tích, Hàn Quốc là ứng cử viên tốt nhất giành được tấm huy chương vàng danh giá ở nội dung bóng đá nam Á vận hội. Ngay cả khi không phải là đội tuyển Việt Nam, bạn cũng sẽ muốn tránh gặp Hàn Quốc. Nhưng thật không may, cơ duyên và ma thuật của thầy Park lại khiến cho ông có hẹn với một trận derby của đời mình. Một người thầy quyết liệt. Ở một bài viết khác trên tờ Huffington Post, người viết cung cấp cho độc giả một góc nhìn về việc tại sao người Việt Nam dành sự yêu mến đặc biệt cho thuyền trưởng người Hàn Quốc đến vậy. Ngoài những hành động ân cần và thân thiết của huấn luyện viên ngủ gật được báo chí Hàn Quốc thường xuyên dẫn lại từ truyền thông Việt Nam, các phóng viên xứ Kim Chi cũng lật lại quá khứ để tìm hiểu về tính cách của ông Park sau những giờ phút ngoài sân cỏ. Tác giả nhận định, người dân Việt Nam phát cuồng vì ông Park không chỉ bởi thành tích trên băng ghế đá cầm quân mà còn bởi phong cách huấn luyện của ông. Ông Park thường được nhắc đến là một người biết truyền lửa trên sân cỏ, trực tiếp chỉ đạo và hét to đôn đốc các cầu thủ. Tờ Đông Á Ebor từng nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Trung Nam Dragon trong năm 2009. Đây rõ ràng là một nhà cầm quyền đầy bùng nổ và không kém phần hung hăng trước các cầu thủ trẻ thua kém ông tận 20 tuổi. Ông thường xuyên theo dõi học trò sát sao trên sân tập, có lần nói với các cầu thủ rằng các bước di chuyển của họ trông thật ngớ ngẩn. Chơi bóng bằng việc động não đi. Tuy nhiên thì đó không phải là tất cả tính cách trong con người của ông Park. Trong một bài viết trước đó trên tờ Đông Á Ebor, chiến lược gia 59 tuổi được miêu tả. Có một sự ấm áp ân cần mà ông Park luôn dành để bao bọc các cầu thủ của mình. Khi những buổi đào tạo kết thúc, ông lại khen ngợi, động viên họ và trở thành một người cha với trái tim ấm nóng. Lấy ví dụ về câu chuyện đỉnh trọng được huấn luyện viên nát xa chân sau khi thi đấu, người viết bài kết luận. Ở trên sân cỏ hay sân tập, các cầu thủ sẽ phải chịu cách đối xử cứng rắn của thầy, nhưng khi kết thúc, thầy trò lại giống như một gia đình, không còn quan trọng là công dân của Việt Nam hay là Hàn Quốc. Sau trận đấu đầy vất vả với Syria, các cầu thủ Olympic Việt Nam chỉ có trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi để bước vào cuộc chiến cam go với Hàn Quốc. Gạt bỏ biệt danh Hu Haidik của Việt Nam hay là những trăn trở về trận đấu với quê hương, thầy Park sẽ chỉ hoàn toàn là một huấn luyện viên của Olympic Việt Nam, đội bóng là hy vọng duy nhất của khu vực Đông Nam Á, là niềm tự hào của hơn 90 triệu người dân đất Việt. Và chắc chắn, ông sẽ thực hiện đúng như lời hứa đã từng đặt ra trước đó, làm hết khả năng để đưa Việt Nam giành chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo, lão nông và quả ngọt nảy mầm trên vùng trũng của bóng đá thế giới. Với dáng hình của một lão nông ở tuổi 60, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chọn Việt Nam làm mảnh đất canh tác và dưới bàn tay ấy, những hạt mầm đã bắt đầu nảy nở, để 2018 trở thành một vụ mùa bội thu với bóng đá Việt Nam. Khi bước qua tuổi 60, tôi đã đặt ra thử thách với bản thân mình rằng phải thành công trong việc dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam. Huấn luyện viên nói với nụ cười tươi tắn khi ngẫm nghĩ lại quá khứ về những ngày mà ông quyết định chọn vượt biển tới Việt Nam lập nghiệp. Phần còn lại đã trở thành lịch sử. Ngày huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam, ông mang dáng hình của một lão nông từ xứ sở Kim Chi hơn là vẻ bảnh bao của một chiến lược gia từng là cầu thủ bóng đá. Khi nhận đề nghị làm huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, tôi có trăn trở, không biết mình đến Việt Nam thì có thể làm tốt hơn không? Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Trong đầu huấn luyện viên người Hàn Quốc nổi lên những câu hỏi về gánh nặng, về áp lực, về trọng trách lần đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Một đất nước có nền bóng đá nằm ở ngoài vùng trũng của bản đồ túc cầu thế giới, nhưng áp lực từ dư luận, truyền thông thì chẳng thua kém nơi nào. Những ngày bắt đầu thì mọi thứ luôn khó khăn, lựa chọn để dấn thân vào con đường đã biết trước về khó khăn lại cần một trái tim đủ dũng cảm. Là một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, tôi có được những kinh nghiệm của riêng mình trong huấn luyện, dẫn dắt đội tuyển, trong chiến thuật hay là quản lý cầu thủ. Với tinh thần thử thách của chính bản thân mình, cùng các cầu thủ thực hiện một giấc mơ lớn, tôi đã nhận lời trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, từ áp lực sẽ dẫn đến thành công, nhưng có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không nghĩ quả ngọt lại đến sớm như thế. Huy chương bạc U23 châu Á, hạng 4 ASEAN 2018, vô địch AFF Cup năm 2018. Ngần ấy những chiến công trong năm 2018 là đủ để ông được tôn vinh và yêu mến nhiều hơn. U23 châu Á là bất ngờ,
ASEAN là sự khẳng định và AFF Cup là sự đỉnh cao, khép lại một năm 2018. Vị huấn luyện viên giống như lão nông ngày nào, nay đã là thần tượng của nhiều người dân ở Việt Nam và Hàn Quốc. Và dù có là lão nông thật, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vẫn là một người nông dân mát tay, dựng lên cánh đồng xanh tươi ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Huy chương bạc, hạng 4 hay là chức vô địch là những thành quả khác nhau, nhưng giống như một trái ngọt lần đầu xuất hiện, có quả 10 năm liền mới lại xuất hiện trên mảnh đất Việt Nam. Ở tuổi 60, lão nông Park Hang-seo đem đến những chiến quả vàng cho bóng đá Việt Nam. Và ở tuổi 60, lão nông Park Hang-seo cũng đem tới những câu chuyện và giá trị rất đời trong cuộc sống. Không bao giờ là muộn để mơ mộng và thành công. Tất cả chỉ dừng lại nếu như bạn ngừng dấn thân, ngừng mơ, thỏa mãn với năng lực và để kinh nghiệm của bản thân ngủ yên. Ông nói về năng lực quản lý và kinh nghiệm duy trì nguyên tắc về sự kiên định và đồng lòng trong tập thể. Tôi có những quy định và các quy tắc chung đối với các cầu thủ. Đối với tôi, tự do là tôn trọng trách nhiệm, nghĩa vụ và các nguyên tắc. Bạn sẽ có được sự tự do sau khi mà bạn đã hết mình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và tuân theo đúng quy tắc chung. Sau đó, đối với cá nhân tôi cho rằng tuân thủ nguyên tắc và thực hiện trách nhiệm đối với công việc của mình là rất quan trọng. Ở tuổi 60, huấn luyện viên Park Hang-seo biết rằng ông cần có thêm những cộng sự, trong đó có niềm tin dành cho những người trẻ, và ông sẵn sàng để họ có cơ hội được đáp ứng niềm tin ấy. Ông gửi gắm, tôi mong rằng các bạn trẻ Việt Nam dù làm công việc gì, ở đâu thì cũng không ngại bất cứ điều gì. Hãy cố gắng hết mình với tất cả năng lực của bản thân, cùng một tinh thần vượt qua thử thách. Tôi tin chắc các bạn sẽ đạt được thành công. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng thấu hiểu, đằng sau những ngất ngây của men chiến thắng có thể là vực sâu thất bại. Có người chọn cách chấp nhận, nhưng có người chọn cách tiếp tục đặt ra những mục tiêu để chinh phục, như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Với ông, biển lớn đang chờ ngay trước mắt bóng đá của Việt Nam.